đầu giờ chiều gió lại rất là to nhé. Đây là những tác phẩm mà chúng tôi sai chia sẻ cho anh em, những tác phẩm đầu giờ chiều. Chuông lá này. Một vài tác phẩm phôi cũng được anh em đưa đến. Đây là những cái phôi cũng tương đối giá trị. Đây là tác phẩm của Dân Áo Đỏ, một trong những người đang ngồi trong kia. Lùn tương đối rẻ. Chúng tôi sẽ quy tụ tương đối những tác phẩm hoàn thiện cũng như là những tác phẩm xuất sắc ngày mai nữa nha anh em nhé. Nên anh em chờ xem. Tác phẩm Si. Quá nhanh. Con Si này nhanh nhất à? Nếu làm nhanh nhất. Mấy năm trở. Nói chung đi đi chơi cái sạch sẽ này là đẹp. Đây à, trước giờ khai mạc thì bác Quang cũng tranh thủ ghi điểm rồi. Một trong những cây của Đao Phù Hồng đã chụp sang tên đồ chủ rồi. Cái này thì chắc phải phun các bạn, mùa này thì ra nó nhiều. Cây này lá đẹp. Lá vậy thôi, nhìn vậy thôi mà này lá đẹp. Để có một cây dáng nàng mà nó vậy cũng lâu lắm, mất thời gian nhiều năm lắm. Cái này thì chỉ đóng cho nó xong cái chậu khác nữa thôi thì tuyệt vời. Mất một năm nữa. Đúng không? Chưa thấy gì. Chưa thấy gì. Ê, chi một đây này, đang đứng đây này. Đâu đâu, đúng không? Đang xem nào. Đúng một cây à? Vậy anh mua một cây ông Dần thì đủ hai cây giống nhau. Chính là chi một một cây nhá, thử nhá. Chính nhá. Rồi. Chi một nhiều cây lắm mà. Nhiều nhưng mà nó mãi nằm ngoài đồng. Nhưng còn mấy cây anh gửi cho nó bị đâu? Đây là những tác phẩm mà anh em đưa đến tham gia ngày lễ khai mạc của hội nông dân. Nên chúng tôi cũng có những bó hoa tươi thắm gửi tới tất cả anh em thôi. Tiếp tục đầu giờ chiều thì Trung Môn Sai chia sẻ những tác phẩm mà đây là tác phẩm của Trung Môn Sai nhé anh em nhé. Đấy, gió to rồi. Buổi sáng thì cũng đã chia sẻ qua rồi, buổi chiều chúng tôi tiếp tục chia sẻ tiếp, còn một vài chi nữa đang về, những tác phẩm anh em đưa về. Thực ra là cái kỳ này rất là vội nên là anh em cũng chỉ mang một số tác phẩm đến chung vui với hội thôi. Chứ còn không mang chi tiết hết được những cây to, cây đẹp, còn nhiều lắm. Ở đây chỉ một vài chi đến tham gia cùng với hội. Không, thật mà, cái này... Không, nói thật gì. Nói thật gì mà... Nếu tầm... Nó nghiêm chỉnh nó. Bác xem nếu 5 triệu là trong bác cháu mình chung này, cho cháu nửa thành đấy.
mà chỉ vậy thôi chứ mình vậy. Ông Trần xem ưu ái xem cây này bao nhiêu tiền không nói không? Hả? Có muốn bán gì sao không bán đâu chứ. Công Trần mà hôm bảo là chỗ tình cảm không đòi như thế, còn không biết là bao nhiêu tiền. Đấy, đòi 20 mua áo đẹp kéo bây giờ thôi 16-17 triệu nó không nói tình cảm với tình cảm. À. Cái này nguyên si nó vất vả. Không màu này cái này mình chăm nó còn nó là chút còn giả được không? Cái hạt vừng ra hạt vừng. Cái này nó bị sương muối cho dăm nó vậy chứ còn. Đợt vừa rồi sương muối đó. Sương muối rất nguy hiểm vừa rồi tôi nói thật cây tôi nguy hiểm. Thế là nó nụi là chết rồi. Đây là cảnh nó bỏ luôn. Nó bị rụt lại nó không lên được. Đây là cây trực luôn. Của Trung Môn Sai à, cái này cũng rất là có duyên với mình. Lần này thì cũng chưa được muốn mang đi nhưng mà do là tính chất hội nên là Trung Môn Sai mang đi. Cây này đang sắm cho em nó có chậu đẹp đẹp rồi chăn nuôi dần dần nên là một cây mới chỉnh sửa lại. Chân bệ già nhát cắt. À, tiếp theo là tác phẩm của anh Tuấn. Anh Tuấn thì nhiều xì lắm nhưng mà đây, anh em biết này, mỗi người một phong cách chơi. Tác phẩm si siêu già của ông Vũ Mạnh Hà. Sumo. Phong giảng siêu lùn. Đây là tác phẩm của Đao Phù Hồng nhá. Cái này thì nói thẳng với anh em là non thì có non già có già nhưng mà cũng đã có cái giá rồi, nhất định rồi. Phải chắc phải được 8-90 thì Đao Phù Hồng mới cho ra. Tác phẩm Trực Hoành anh em nhìn quen chưa? Và sụn chưa. Nói chung là hôm nay thì cũng chỉ quay một mặt cho anh em thôi. Tiếp theo vẫn là tác phẩm của em Tú đúng. Thuyền anh ra khơi. Tác phẩm này mới được đi làm nhiệm vụ ở dưới nhà thức con sai. Về tác phẩm suối dáng tựa bản đồ Việt Nam, một trong những cây dưới mà Trung Bonsai có duyên sở hữu được. Và cây dưới này thì vừa rồi cũng được một số bác xe gọi. Trung Bonsai thì đang một chung là muốn nó chỉnh sửa thêm này nữa, kỳ tới này thì có thể giao lưu được. Ở đây có một số anh em ở thủ đô đã muốn rước em nó trong Tết rồi, Trung Bonsai thì cũng chưa nhận lời. Tác phẩm hoa giấy đáng văn nhân. À, như được chào mừng các đại biểu về dự đại hội đại biểu nông dân xã Nga Niên lần thứ 12 kỳ 2023-2028. À, kỳ này thì cũng phải nói với anh em là có rất nhiều những tác phẩm của hội nông dân được anh em mang đến đây, đặc biệt là những tác phẩm của hội viên là những người nằm trong những hội nông dân có những tác phẩm xuất sắc đẹp mà đã cùng mang chung vui về với hội. Hạnh phúc. Đây là một số nhà vườn như em Thanh Bóng gần. Đấy, những tác phẩm đẹp như này. Đấy, có những tác phẩm mà đấy. À, vừa nói đến anh Phúc thì anh đã có mặt rồi.
Ừ. 10 cây thì anh. Trong kia cây nó 11, với 2 cây để bàn. Ôi. Lúc nào cây nó cắt rồi nó. Còn một vài chi nữa thì những tác phẩm anh em đang đưa về sau nhé. Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ cho anh em. Nếu mà anh em nào mà có ghé thăm Ủy ban Nhân dân xã Nga Niên thì có thể là chiêm ngưỡng những tác phẩm này được thì rất là quý. Tại vì cũng phải là có dịp anh em mới mang đi. Mặc dù một số anh em là mới vào chơi cây cũng đã nhiệt tình có những tác phẩm này. Tác phẩm của em Hà đây là những tác phẩm cũng sau này cũng là một trong những tác phẩm đẹp. Em mang đi chung vui này. Nó phải có cái cớ, có cái duyên thì các em mới mang đi được. Thì đây là cây cối nó luôn luôn như thế mà. Đấy. Nhiều khi là anh em đây, nếu mà để mà mang đi thì anh Phúc anh mang một cái không gian nhà anh thì chắc chắn cũng anh em cũng biết là nó có rất là nhiều những tác phẩm mà anh có thể mang đi cho anh em được. Nhưng mà do thực chất hội chỉ cử đi mỗi người một vài tác phẩm thôi. Phong trào thì nó luôn phải như thế. Nếu mà cây đẹp thì chắc chắn anh em biết rồi. Anh em tôi thì cũng không phải không có nhá. Trong vườn anh em nào cũng có những tác phẩm xuất sắc. Có những tác phẩm đã đi làm nhiệm vụ rồi, chưa mang đi nữa. Không gian bên trong. Anh Thúy này, một trong những người rất là đam mê và nhiệt tình với hội. Nếu mà anh mà tôi mà làm hội trưởng hay là bất kỳ gì đó thì tôi sẽ chấm điểm anh điểm 100. Vì cái điểm phong trào của anh là cái điểm nhiệt tình của anh chúng tôi đánh giá rất là cao. Đấy. Có những người phải dám hy sinh, phải là thực sự đam mê. Đấy, thì mới có những cái chương trình phong trào nó tốt lên được. Mình phải luôn luôn ghi nhớ những cái người như thế mà chung môn sai đây thì là một trong những người phong trào nên là cũng luôn luôn muốn là xây dựng phong trào chung cho các anh em đam mê cây này. Có những tác phẩm đẹp mà được anh em bên ngoài đón nhận cũng như là có những cái phôi quý. Đây là một chút cho anh em thôi, một vòng đấy thì nó còn nhiều. Đấy, tác phẩm này làm đá nên đẹp lắm. Tác phẩm mới. Tác phẩm này là một trong những tác phẩm mà chúng tôi ghi nhận là mới. Chú Đính chúng có mang đến. Mời ông Đính, ông ấy thuộc cả xóm 8 cả xóm 7, ông bảo cây ra ông kia thầy mình bảo vua rồi. Vâng, xóm 7 cũng có và xóm 8 cũng có phần. Người ta bây giờ ở đâu là người ta ở đấy rồi. Đâu Đính... ông vẫn bảo không, ông vẫn tham gia xóm 8. Thì vẫn tham gia thôi nhưng mà. Đấy, đúng là mẹ là có ra nhá.